Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố chứng nhận hợp tác phát triển sản phẩm giữa tập đoàn Tân Á Đại Thành và Dow Water and Process Solution. Theo đó, tập đoàn Tân Á Đại Thành và tập đoàn Dow Water and Process Solution chính thức trở thành đối tác chiến lược trong việc phát triển các sản phẩm máy lọc nước RO tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong việc phát triển các dòng sản phẩm máy lọc nước RO cao cấp, có công nghệ lọc nước tối ưu theo từng nguồn nước tại khu vực đặc thù của Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ nhằm mục đích đồng phát triển các sản phẩm máy lọc nước RO có tính năng ưu việt, mà còn hướng tới tạo ra những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam khi được tiếp cận các dòng sản phẩm RO công nghệ cao hàng đầu thế giới, giúp mang đến nguồn nước sạch an toàn theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Trong buổi lễ ký, hai bên cũng đã công bố áp dụng mẫu tem chống hàng giả in logo của Dow và thông tin Dow Filmtech RO gắn trên màng lọc RO và bao bì ni lông đựng màng lọc RO của tất cả các sản phẩm máy lọc nước RO của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Tân Á Đại Thành là tập đoàn sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam. Chất lượng của sản phẩm đã được kiểm định và khuyên dùng bởi cơ quan cấp cao về quản lý nguồn nước. Nhân dịp này, tập đoàn Tân Á Đại Thành một lần nữa tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình trong việc đem tới các sản phẩm thiết bị ngành nước chất lượng, mang đến giải pháp tổng thể về nguồn nước cho mọi gia đình Việt Nam.